Sáng ngày 30 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch và công tác tập hợp thu hút hội viên thành phố Hà Nội. Phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch đã được triển khai bằng nhiều hoạt động, cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả, tạo động lực khuyến khích phụ nữ thủ đô phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần ham học hỏi, nỗ lực vươn lên, tự hoàn thiện bản thân, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận liên quan đến đổi mới phương thức tổ chức triển khai cụ thể hóa phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch. Những kinh nghiệm triển khai các mô hình hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện phong trào thi đua được chia sẻ. Từ việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua đã tăng cường sức tập hợp đoàn kết, thu hút phụ nữ tham gia. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp các hội đã phát triển trên 48.000 hội viên, vượt 21% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ đề ra.